Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cá Cảnh và Chuyện Miền Tây của mình. Bữa nay mình đã tiếp tục lên một số cá lóc giá rẻ. Trong quá trình quay mình sẽ đọc mã số và giá tiền của từng con. Anh em nào yêu thích con nào thì có thể chọn mua ủng hộ và nhắn tin qua số Zalo hoặc tin nhắn. Cá sẽ ship tới nhà cho anh em với phí ship là 30k. Anh em nhận cá trả tiền cho shipper. Ở đây mình bán cá cũng rất là dễ nên anh em cứ chốt cá xong lên địa chỉ là ok. Cá con nào mình gửi tới nhà sẽ bảo hành sống khỏe tới nhà cho anh em nha. Đầu tiên mình lên mã D1 bao gồm một combo, bao gồm trong đây là, để mình đếm ra đếm kỹ đây coi, 6 con nha nè, 6 con cam pha. Trong đó có 2 con có ghen lột nha. Này sai cỡ đầu ngón trỏ nha. Mấy con này sai cỡ đầu ngón trỏ. Chẳng hạn mấy con này anh em về form là thấy khả năng lên đầu là cao nhất đấy. Cái con lột thì nó còn size nhỏ nha nè. Con gen lột nó còn size nhỏ nha. Trong đây có 2 con size nhỏ gen lột. Hai con này cũng đang muốn lột rồi. Thường thường con cá lột thì nó không có được đẹp giống như mấy con cá kia. Nó lột nó mắc trâu hết rồi. Con này khả năng lên đầu cũng khá cao nha. Con này đầu mô nhẹ. Đối với cá này thì anh em mình nuôi riêng từng con nha. Ở đây không có nuôi chung nha. Ở đây mình quay clip rồi mình để chung cho anh em xem. Chứ nhiều khi để chung anh em về nuôi để chung là nó cắn á. Nó cắn là hao á. Ở trên đây mình cũng tính để mấy con nè. Bữa tính quay mà lây quay cái không có quay. Cái để trên đây luôn cái nó... cái con này nó một mình nó mà nó xử 5 con kia luôn. Tính ra cái con này xong con này bữa nay sao nó chuyển màu đen hồi lùi luôn. Con này nó chọi hơn là nó quất 5 con kia. Tính ra một mình nó là 250 rồi. Giờ con này bán 60k. Con này cũng con cam pha nha anh em, không phải thái đổi trâu đâu. Kế tiếp qua mã D2, mã D2 bao gồm 6 con thái đổi trâu. Cái mã này bán ế bữa nè. Bữa nay lên đầu luôn. Anh em thấy mấy con đây lên đầu luôn. Mấy con này nuôi thì rất là dễ lên đầu nha. Nhỏ xíu mà nó nuôi trong đây cũng lên đầu. Thường mấy con này anh em nuôi mình tách riêng nó lên rất là nhanh. Nuôi cỡ 1 tháng là nó hơn ngón hơn ngón cái rồi đó. Nó lên đầu trong bốc. Mấy con này rất là dễ lên đầu, bữa nay đỏ đỏ. Bữa hổm quay cho anh em xem nó trắng giờ. Này bao gồm 6 con nhà mã D2 giá 100k. Kế tiếp là mã D3 giá 100k cũng bao gồm 6 con. Cái này cũng thái đổi trâu nha. Mấy con này bữa nay cũng mô đầu hết. Ý mỗi ngày mình cho ăn có một cử. Có khi ăn dạo sơ qua. Ở đây ba. Rồi tiếp theo mình sẽ quay một số cá. Mấy con bữa nay mình quay mấy con cá trâu. Cá trâu có một số con, mấy con trâu lai cũng lên khá đẹp. Kế tiếp là mã D4. Mã D4 giá 200k. Con này con thái đổi trâu. Con này size dưới 2 ngón. Con này được cái đầu to, màu đỏ rất là đẹp. Mấy con này thì nuôi rất là dễ nha. Thông thường khi anh em nhận mấy con cá này về thì thường màu nó sẽ lợt nha. Mình đừng có gấp cho ăn qua ngày hôm sau cho ăn. Con này là size dưới 2 ngón nha. Con này size tầm 1,5 ngón thôi. Này đầu khá to luôn. Kế tiếp là mã D5. Mã D5 giá 250k. Đây một con trâu lai. Con này được cải thiện được cái bộ đuôi lên khá to, trâu đuôi khá đẹp. Thường mấy con này nó lai với máy cam pha. Cải thiện được bộ đuôi rồi.
nuôi bắn trâu đẹp. Mấy con này anh em nuôi tầm tới Tết là có cá ngắm. Mấy con này mình hút tới Tết là cỡ cứng cứng 4 ngón. Anh em nào nuôi tệ tệ thì cũng được hơn 3 ngón là ngon lành nha. Hơn 3 ngón lúc đó cá nó sung mãn cực kỳ. Con này size cho em xem 2 ngón nha. Này chắc cũng còn hơi nhỏ, chưa được 2 ngón nữa. Gần 2 ngón. Tính quay ban đêm thứ nhất cho nó dễ, hai bớt ồn, bên kia nó đang ca karaoke luôn rồi. Anh em kế bên có cái quán. Mã D5 khá đẹp không? Tiếp theo là mã D6. Mã D6 cũng tương tự như mã D5. Con này size cũng tầm 2 ngón thôi, 2 ngón đổ lại. Giá 250k. Trâu đẹp nha, từ đầu đuôi luôn. Bộ đuôi con này khá đẹp luôn. Bữa nay mình quay tầm 30 con nha. Màu khá im luôn. Mấy con này về mình thúc màu thêm nha. Cá mới về nhát thì mình đừng cho ăn nhiều. Qua ngày sau mình cho ăn ít thôi. Ngày nào cá nó dạng mình cho nó ăn nhiều hơn tí. Kế tiếp qua mã D7 chứ. Xin lỗi, mã D7 nha. Mã D7 giá 300k, con này size tầm 2,3 ngón. Anh em thấy con 2,3 ngón với một con xem 2 ngón nó to hơn hẳn luôn. Nó to hơn gần 60 luôn. Con này một con 2 tông giá 300k. Màu cam phía sau đang lên cũng khá tốt không? Màu đỏ con này nó lên hơi đậm nha. Anh em mình cho ăn, nếu mà cho kích màu cho ăn thuốc màu gì vừa thôi nha. Mình thuốc màu nhiều quá là cái màu cam phía sau lên đỏ luôn. Lên đỏ nhiều quá thì con cá nó đỏ hết, nó màu hai tông nó cũng ít nha. Con này thì đẹp à. Kế tiếp qua mã D8, mã D8 giá 250k, con D8 của một con trâu lai luôn. Thường mấy con trâu lai này nó cải thiện được cái bộ trâu nó với lại cái đầu nó. Thường mấy con thái đỏ trâu thì cái trâu nó không có được sáng cho lắm, lại cái dáng nó cũng không có đẹp. Con này thì ngon lành. Con này size nhỏ nha, con này size tầm 1,7 ngón nè, chưa được 2 ngón nè. Con này trâu ẩn còn khá nhiều, phía sau ốc. Mã D8 giá 250k. Tiếp theo mình qua mã D9 nha. Rồi con D9 nó trốn rồi mất rồi. Mã D9. Mã D9 giá 200k. Con này cái quay dưới nó bị gắt nha. Bị gắt thì anh em nuôi khoảng 3-4 ngày tự nó liền lại như thế này. Nó quay dưới thì dưới gắt. Tổng thể con này thì khá đẹp. Con này thì màu đỏ lên ít nha. Chủ yếu là trâu nó lên sáng với đầu to thôi. Mã D9 giá 200k, con này size dưới 2 ngón, cỡ 1,8 ngón. Khá đẹp. Nói chung mấy con này nuôi lớn cũng khá là nhanh luôn. Anh em cho ăn ngày 2-3 cử là lớn nhanh. Đây mà, ở đây mình cho ăn ngày có một cử, nhiều khi nuôi còn chậm lớn hơn anh em. Kế tiếp là mã D10 giá 250k. Con D10. D10 thì đầu tròn vo luôn, có cái hầu ở ngực khá đẹp. Bộ đuôi con này là đẹp luôn, đuôi trâu đều hết. Con này size cũng dưới 2 ngón luôn. Anh em nuôi khoảng tầm 10 ngày nữa lên chắc cỡ 2 ngón. Nó
nó dưới hai ngón nó cũng, nếu mà tay anh em, tay anh em nào nhỏ nhỏ nó cũng chạng chạng hai ngón. Đây, hai ngón tay của mình đây, nó hai dưới hai ngón chứ mình nhiều khi hai ngón tay mà con cá nằm trên hai ngón tay nó cũng che được bít hai ngón tay. Kế tiếp là mã D11, một con F3 2 tông. Mã D11 giá 250k luôn. Này còn có con nên bán giá rẻ luôn. Xin tấm hình nó làm hình nền luôn nha. Hình ảnh bè của cái clip luôn. Con này size nhỏ nha. Con này nhỏ hơn con bên đây nha, chắc tầm cỡ ngón 7 ngón 8 á. Mấy con này rút lên mấy hồi. Màu cam phía sau lên cũng khá tốt luôn. Mặt vàng, mặt nó hơi vàng vàng. Mấy con này anh em nào có hồ nhỏ nhỏ gọn gọn nuôi ngon. Hồ nhỏ thì cũng đừng có nhỏ quá. Thường cũng tầm phải cỡ 50-30, 50 x 30 là mấy hồ nhỏ nhỏ. Còn mấy hồ mà cỡ 4 tấc đồ đó anh em nuôi là nó dễ bị nấm lắm nha. Nuôi thời gian là có khi về vài bữa nước lạnh lạnh là bị nấm liền. Tốt nhất về mình nuôi cái hồ để trống nha, đừng có gãi đá sỏi gì dưới hết. Anh em nuôi khi nào quen cái cách nuôi của, quen cái tập tính của con la hán rồi mình mới thả đá sỏi gì cũng được. Nhiều khi về cái anh em không biết gãi đá sỏi vô là nó bị chết nó nằm vô gốc luôn. Kế tiếp là mã D12 giá 250k. Mã D12 này size tầm 2 ngón. Đầu con này thuộc đầu to. Trâu sáng nha. Trâu sáng từ đầu đuôi. Từ cái miệng luôn. Con này trâu tới miệng luôn. Kế tiếp là mã D13, con thái đổi trâu. Giá 200k. Con này dáng cũng hơi ngắn nhẹ. Anh em nào thích mấy con dáng ngắn ngắn kỳ cờ kích thì chọn mua con này nha. Con này về mình hút màu thêm nha. Con này màu nó mới ửng ửng ha. Mấy con trâu ít thì mình nhờ cái màu nó đẹp nên mình hút màu lên. Mua thức ăn kích màu. Con này anh em khỏi thuốc màu cũng được. Con D12 anh em khỏi thuốc màu cũng được. Cho ăn tép màu nó cũng tự lên. Mã D13 giá 200k nha. Đây. Con này size cũng xem 2 ngón nha. Nó cũng cỡ như con cá nãy mình bắt lên tay. Con này chắc nó to hơn con kia xíu. Rồi tiếp theo mình sẽ quay một số cá còn lại luôn. Ở ngoài lâu quá mình không có quay cái hộ bên đây. Tiếp theo là mã D14. Mã D14 giá 200k. Anh em nào mua hộp con D13 có thể chọn qua con D14. Mã D14 đây. Mã D14 cũng một con thái đổi trâu. Mã D14 bên kia nó cao cây lắng quá trời luôn. Tiếp là mã D15. Mã D15 giá 200k. Con mã D15 một con dáng ngắn nha nè. Con dáng ngắn, con này anh em nuôi cái hồ xanh xanh là nữa nó sậm màu đen á. Con này cái phong nền nó sậm màu nhìn rất là ngầu nha. Con này sọt luôn. Mấy con sọt này anh em nuôi nó không có bự con nha. Nó cỡ tầm hơn 3 ngón là cái đầu lên khủng rồi. Con này size tầm 1,7 ngón nha. Con này size rất là nhỏ nha. Mà được cái nhìn dáng đẹp à. Mã D15. Kế tiếp qua mã D16 giá 200k. Mã D16 này. Con này đuôi nó hơi tươi tươi một tí.
đây mã D16 này. Ở trên đầu nó là một cái bệt trâu nha, chứ không phải chày vậy nè, cái bệt, cái bệt trâu nha. Ở giữa đầu nó có bệt trâu nó ánh ánh. Mới nhìn qua tưởng chày cái đó bệt trâu nha. Ở đây mã D10-16. Tiếp theo là mã D17. Mã D17 giá 170k, con này đuôi gách. Con này về anh em mình dưỡng lại nha. Nói chung cái này mau lắm, 2-3 ngày hết, có khi mình gửi về tới nhà anh em là nó liền được mớ rồi. Này nãy xúc giọt nó hơi mạnh tay. Cái loại hồ này cũng mới thay nước rồi. Mới thay nước nó còn hơi nhát. Con này hai hàng chữ nha. Con mã D17 giá 170k. Con này có hàng chữ trên lưng. Hàng chữ con này màu sậm đẹp. Kế tiếp là mã D18. Mã D18 giá 220k. Mã D18. Mã D18 giá 220k. Con này dáng cũng hơi ngắn nhẹ. Mấy con này nó không có lên màu nhiều, anh em mới khỏi cần kích màu. Cái việc cho ăn tép lên, lúc cái đầu lên đẹp là cái trâu nó sáng lên con lành. Con nào có sắc tố màu nó lên rồi mình hả thúc màu. Con này xài cũng dưới hai ngón luôn. Kế tiếp là mã D19 giá 230k. Mã D19. Con này size tầm hai ngón, con này dáng vừa ngắn mà đầu vừa to, trâu sáng đẹp. Con này cái hầu nó khá đẹp luôn. Thường mấy con này anh em nuôi lớn lên nhìn nó giống như mấy lực sĩ, nó có cái ngực phía dưới nè. Rất là đẹp nha. Kế tiếp mình qua mã D20. Hôm nay mình quay hơi nhanh nhanh tí nha, tại sát bên cái quán karaoke nhiều khi đăng lên cái nó bị vướng nhạc chỗ đó, nó không cho đăng nữa tiêu luôn. Mã D20. Mã D20 giá 200k. Đây mã D20 đây. Con này size dưới hai ngón nha nè. Đầu tròn vo luôn. Đuôi cũng có ánh kim nè. Thường mấy con lai nó ít khi nào ánh kim lắm, con này sao nó có được ánh kim luôn nè. Đuôi nó lắc qua lắc lại nó đổi màu. Kế tiếp mình qua mã D21. Mã D21 giá 250k. Mã D21. Con này một con găm pháp 3 2 tông anh em ơi. Anh em nào mua hộp cái con kia thì có thể chọn qua con này. Con này đầu nó lên hơi chậm, về chịu khó mình hút test đi. Nói chung dáng con này cũng cân đối đẹp. Mã D21 giá 250k. Kế tiếp là mã D22 giá 200k. Mã D22 đây. Anh em nào thích đầu siêu to khổng lồ thì chọn mua con này. Con này nuôi tầm từng nữa cái đầu lên lõi không nổi luôn. Cái hồ này 6 tấc, mình ngăn làm 6 đó. Cái con cá nó lội một ô của nó muốn gần đụng. Con này size cũng xem hai ngón thôi, độ hai ngón chỗ lội. Kế tiếp mã D23 giá 250k. Ủa lộn, xin lỗi, giá 200k. Mã D23 đây. Đây mấy con này có sắc tố màu nè, anh em về mình hút màu thêm. Mua mấy loại thức ăn nào kích màu giảm thêm. Hoặc mua tim bò đỏ nha nè. Tim bò nó có nhiều loại nha, tim bò hỗn hợp, tim bò màu vàng, tim bò màu đỏ nha. Mình mua tim bò màu đỏ cho ăn. Hoặc không có thì mình mua thức ăn kích màu được. Cứ cho ăn tép xong cái mình giảm vài viên thức ăn được. Con này nuôi càng lâu càng đẹp nè. Bộ đuôi con này cũng khá đẹp nha.
này cái hồ 60 mình ngăn ra làm 6 này, cái con đó nó bị chạy cái đuôi mình không có quen. Tiếp theo là mã D24, mã D24 giá 220k. Mã D24 này, con này đầu còn to hơn con bên kia, đuôi con này đẹp nha. Mã D24 giá 220k. Mấy con này cũng tương tự như mấy con kia thôi. Chú ý anh em nào thích cái tướng cái dáng con nào thì mình chọn mua con ấy thôi. Mấy con này đầu lên sẵn hết, gửi đi xa thì nó về nó xẹp đầu chút đỉnh thôi. Con này nó cũng có cái đường chữ ở giữa nha, đây, cái đường chữ nó ẩn á. Vì anh em nuôi dạng dạng nó sậm đen lên, nhiều khi gửi về tới nhà cái anh em nhiều khi nó lên đen giống vậy nè. Cái mình nói nhận không đúng cá nhiều khi đây nè, ở đây nè nó muốn chuyển liền rồi. Tiếp theo là mã D25, mã D25 giá 250k. Cho anh em mua con nào mình gửi chính xác con đấy. Tại cá này nuôi bán quanh năm suốt tháng, bán từ đó thì cũng lâu rồi chứ không có chừa lại làm gì. Con nào quay lên cũng bán hết. Con này khá đẹp, con này trâu từ đầu đuôi, trâu này cũng phủ đầu. Mấy con online này cái bộ trâu nó lên nhìn đã lắm, cái đuôi cũng khá đẹp nha. Cái tiếp mã D26, mã D26 giá 150k, con này size nhí nè, con này size cỡ 1.5 ngón. Anh em nào ngán tiền mình chọn mua con này thì nuôi cũng mấy hồi luôn. Cái con cá càng nhỏ thì vì nó thích nghi với môi trường nước mình càng nhanh, vì dù có dạng cái nào thì qua ngày hôm sau mình mới cho ăn nha, đừng có gấp. Nhiều khi mình thấy nó, mình sợ nó đói á, giục mồi vô cho ăn cái nó nhát luôn. Thế lại con cá nhát thì nó sẽ chậm tiêu hơn mấy con cá dạng. Cá dạng thì nó bơi lội tung tăng, nó kè cá rồi nó sẽ mau tiêu hơn mấy con cá nhát. Mã D26 giá 250k. Ủa xin lỗi, giá 150k. Con này D26 nè, con này trâu cũng phủ đầu. Con này nhỏ mà cũng khá đẹp. Kế tiếp mình qua mã D27. Mã D27 giá 200k. Đây, D27. Cái hồ dưới đây thì cũng 60 nha, mình ngăn làm 4. Thường con cá mình ngăn vô cái chỗ nhỏ nhỏ thì nó mau dạng hơn nha nè. Do đó ví dụ như mình nuôi cái hồ mà to quá thì mình ngăn nó ở góc thôi, từ từ nó dạng với hồ mình bung ra từ từ. Hoặc mình để nước thấp thì con cá nó cũng mau dạng hơn. Ở đây nước nó tầm cỡ 20cm nha. Nhiều khi về anh em có cái hồ mà cao 50 thì mình để nước cao 50 luôn, cái hồ 1m50 anh em để nước cao 50 cái mình thả cá vô nó bị nhát, nó nằm xuống gốc luôn. Cá mới về mà cái nước lượng nước trong hồ nhiều quá là nó dễ tụt đầu. Con này đầu to luôn, con này cũng có màu. Mã D27, anh em nào mua hụt mấy con kia thì có thể chọn qua con này cũng đẹp đấy. Kế tiếp mã D28 giá 220k, mã D28. Đây con D28 này, con này hơi to hơn con bên đây một tí. Con này dáng cũng ngắn. Tại dưới đây tối quá thì nó thời điểm này mấy cá này đi ngủ hết này. Đi ngủ mà còn lôi ra quay là hơi nhát. Con này giá 220k. Châu đầu chấm bi. Nó đang bị xúc fuxi chỗ nào đó, xì xì. Anh em nào muốn hụt mấy con kia chọn mua con này nha, con này đẹp nha anh em ạ. Đầu tròn vo mà cứng nhắc luôn. Mấy con kia mình gờ vô cái đầu nó còn mềm mềm chứ con này cái đầu nó cứng. Thường mấy con đầu mềm mềm nó cũng mau tụt lắm, mà thúc lại cũng mau lắm. Quá trời bên kia cà. Mã D29 giá 200k. Mã D29 đây.
mã đây 29 này giá 200k. Con này đầu ít trâu được cái con này màu nhiều, con này dáng ngắn. Anh em nào thích dáng ngắn mà màu nhiều thì mình chọn con này. Con này nuôi khoảng tuần hai tuần nó là màu nó lên đổ quét luôn. Con này mình cũng chưa có thúc màu gì nhiều đó. Kế tiếp là mã D30 giá 220k, mã D30. Con này size tầm dưới hai ngón, con này được cái đầu to. Anh em nào thích mấy con dạng như đầu khủng, trâu sáng này chọn mua con này đi. Con này là nửa đầu, đầu khủng á. Đuôi con này xè cực kỳ luôn nha. Con này bắt lên nhìn tôi nghĩ liền mấy con này gửi xa được nè anh em, mấy con này gửi xa được tại con này sai cũng gọn gọn. Có nhiều khi con cá nó bự quá mình gửi xa mình cũng ngán nữa. Với lại nhiều khi về tới nhà anh em mình nhìn con cá nhiều khi không ra cá luôn, nó vận chuyển nó thảy tới thảy lui cá, về tới nhà nào là màu tụt đầu nó xịp. Một khi con cá đầu nó xịp mà nhìn nó giống như nó bị nhỏ lại. Kế tiếp là mã D31 giá 220k, con này D31 giá 220k. Con này cũng tựa như con bên đây. Nói chung mỗi con mỗi vẻ khác nhau, nó chút đỉnh nên nó cũng không khác nhau nhiều rồi. Con này màu chắc nó hơi sậm hơn con kia tí, được cái con này có cái hầu đẹp. Con này bộ đuôi nó cũng hơi ánh ánh kim nhẹ, nó lắc lắc nó hơi chiếu chiếu, nó không bằng mấy con cắm pha thôi. Mà được cái đầu với cái dáng nào cũng có liếm nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo luôn. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Anh em nào mua hộp clip này thì mình hẹn qua clip sau nha. Anh em xem clip thì mình nhớ nhấn like và nhấn cái chuông thông báo thì lần sau mình có đăng clip lên thì nó tự nhắc anh em, nó tự báo vô máy mình, cái mình mở lên coi chốt cá kịp luôn. Bữa nay mình chốt cá thì tới 11 giờ đêm nha. Anh em nào chốt trễ hơn thì mình nhắn tin để tôi đi. Sáng mình kiểm tra tin nào nhắn trước thì mình chốt trước thôi.